Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo Quê Tôi của mình. Hôm nay mình có thời gian rảnh rỗi ra video các bạn xem các bạn. Như vậy là từ đầu năm đến giờ thì ghi lưới của mình đã có mặt tại đảo Phú Quý được các bạn. Hôm nay thời tiết ở biển khá là đông luôn. Ghi lưới vào núp gió này. Còn đây là ghi lặn. Ghi này là cù đảo Phú Quý các bạn. Chiếc này cũng khá là khủng ạ. Chiều dài chiếc này cũng tầm khoảng 22 đến 24 mét các bạn. Chiếc này đang có chạy về bến cảng đảo Phú Quý ấy. Ghi có cabin rất là đẹp luôn. Kiểu dáng khá là giống với ghi đất liền các bạn. Những tháng đầu năm thì game mạnh chụp vẫn chưa ra khơi các bạn. Game mạnh chụp của đảo Phú Quý đang có neo đậu cách cửa cảng đảo Phú Quý khá là nhiều các bạn. Đều là những chiếc ghe rất là khủng luôn. Hôm nay thời tiết ở biển khá là đông nên ghe lưới Bình Định mới vào trú gió này. Thường thì những tháng đầu năm thời tiết khá là êm các bạn. Tuy nhiên năm nay thời tiết biển rất là đông luôn. Tại Phú Quý đã đang xảy ra vụ chìm tàu hàng các bạn. Theo thông tin thì khoảng 12 giờ ngày hôm qua là ngày 11 tháng 3 các bạn. Tàu hàng Tuấn Tú 09 chở vật liệu xây dựng hành trình từ Vũng Tàu về đảo Phú Quý đã gặp nạn và tàu đã bị chìm các bạn. Một tai nạn người biển rất là đáng tiếc. Khi bị chìm thì trên tàu có 7 thuyền viên các bạn. Và trong số đó thì 5 người đã được ghe của Vũng Tàu cứu vớt. Còn 2 người đang mất tích các bạn. Các lực lượng chức năng của đảo Phú Quý vẫn đang tiếp tục tìm kiếm này. Thì theo thông tin ban đầu thì 5 giờ chiều ngày hôm qua thì tàu đánh cá Vũng Tàu các bạn, khi cào của Vũng Tàu đã cứu được 5 thuyền viên. Vị trí tàu chìm là cách đảo Phú Quý là 29 hải lý các bạn. Theo như dự báo thì ngày mai biển tiếp tục mạnh thêm, sóng cao từ 4 đến 5 mét các bạn. Với điều kiện thời tiết như vậy thì những chiếc tàu hàng đi trên biển khá là nguy hiểm vì chở khá là nhiều vật liệu xây dựng nặng. Hôm nay thì có khá là nhiều ghe cào của Vũng Tàu vào để đứng gió bạn. Chiếc này vừa mới chạy vào và đang thả neo. Ghe biển khá là vất vả khi thời tiết biển đông đó bạn. Chiếc ghe lặn vẫn đang tiếp tục tăng tốc tiến về bến cảng đảo Phú Quý. Ghe kiểu dáng khá là thon và đẹp các bạn. Sơn màu xanh lá cây rất là nổi bật luôn. Ghe này thường đi lặn đánh bắt xa bờ các vùng biển của đảo Trường Sa các bạn. Ghe cào của bến tre cũng vào núp gió khá là nhiều. Hôm nay thì có khoảng hơn 10 chiếc là ghe của bến tre
đang có núp gió tại đảo Phú Quý bà. Khu vực này thì ở cách bờ biển tầm khoảng 25 mét các bạn. Ghe Bến Tre thì là những chiếc ghe rất là khủng các bạn. Theo mình dự biết thì ghe cào nói về độ lớn thì Kiên Giang Bến Tre là số 1 rồi, rất là khủng. Các ghe mạnh chụp của đảo Phú Quý vừa mới xuống ủ đầu năm rất là đẹp luôn, nước sơn còn mới tinh luôn, vẫn còn nằm bờ các bạn, chưa xuất bến. Ghe này là ghe vỏ gỗ. Đảo Phú Quý thì ghe mạnh chụp vỏ gỗ cũng khá là nhiều. Ngoài ra những năm gần đây thì cũng có khá là nhiều ghe vỏ thép qua. Đây như chiếc này là ghe vỏ thép này, hành nghề mạnh chụp luôn. Những chiếc này đều có chiều dài lên 20 mét các bạn. Chiều ngang có thể đạt đến 5 mét rưỡi đến 6 mét đó. Rất là khủng luôn. Một cặp ghe cào nữa cũng vừa mới chạy vào, chiếc thì đã thả neo xong rồi các bạn, còn chiếc nữa cũng đang chạy cặp vào này. Ghe này là ghe của Vũng Tàu các bạn. Ghe của Vũng Tàu và ghe của La Di Bình Thuận thì kiểu dáng khá là giống nhau, chỉ có mình nhìn thấy số niêm vô thì mình mới biết được ghe của vùng nào thôi. Còn về kiểu dáng và màu sơn thì giống nhau như đúc luôn các bạn, vì hai vùng này ở sát kề nhau luôn. Theo bản đồ địa lý thì ở ghe Vũng Tàu và ghe của La Di thì cách nhau các bạn, La Di Bình Thuận và đến Bình Châu của Vũng Tàu. Như vậy là chiếc ghe lưới của Bình Định đã neo đậu xong này. Khoảng tầm 3 ngày nữa thì thời tiết sẽ êm lại các bạn. Tàu này là tàu cảnh sát biển này. Tàu này cũng đang làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quý bạn. Tàu khá là khủng luôn ạ. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.